Hello, xin kính chào đại gia đình. Bác xin kính chúc đại gia đình một ngày mới làm ăn phát tài và dồi dào sức khỏe ha. Cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ kênh của bác Lê Channel ha. Dạ, hôm nay bác trên đường Freeway 19 là bác chạy xuống từ Tucson, bác chạy xuống thằng thành phố North Galles, bác lấy hàng đi về North Carolina. Từ ở trên Tucson mà đi xuống thì tốn thời gian khoảng chừng 70 mai, 77 mai gì đó, thì cỡ chừng 100 cây số đi rồi đó. Dạ, bác cũng xin giới thiệu về một tí xíu về thành phố North Galles này ha. Thành phố North Galles này á, nó có hai phần, một phần phía bắc á là của người Mỹ, một phần bên hướng bắc là người Mỹ, bên hướng nam là của người người Mỹ. Và thật sự nó của người Mỹ hết, không có người Mỹ. Thì vào những đại gia đình có nghe cái trận chiến mà đánh Alamo không, là vào những năm 1848 rồi đó, những năm đó người Mỹ họ đánh, họ chiếm là đất của Mỹ nghe, là Texas nè, New Mexico nè, Arizona nè, là họ đánh họ chiếm thành thành của họ. Bởi vì cái thành phố North Galles là nó bị chia làm đôi, tức là nó ngay biên giới á, thành là chia làm hai cái thành phố ra, thì một nửa là của Mỹ, nửa là của Mỹ. Một nửa bên North Galles là của quận hạt Santa Cruz là của Mỹ, còn bên kia là cũng là cái tên North Galles luôn, nhưng mà lại của quận hạt của Sonora của Mexico. Và vào năm tới đến năm một chia cái miếng đất cái làm hai đó, là vào năm 1853, nhưng mà họ không có làm hàng rào, họ vẫn để dân chúng có đi qua lại làm ăn được, hiểu không, chứ không phải chia hàng rào như bây giờ. Cái dụng miếng đất của họ đó là khoảng chừng 54 ngàn mẫu, 54 km vuông, 54 ngàn km vuông. Còn cái dân cư khoảng 20 ngàn là của thành phố, của cái người trong thành phố đó. Thì họ mới đến năm một người đến mãi đến cho đến gần đây nhất thế chiến là người Mỹ họ đứng trung lập, họ không có theo phe nào hết, nhưng mà lâu lâu họ cũng có gửi quân qua qua bên Mexico á, để mà giết miền tướng á, những người nào mà chống đối Mỹ là họ giết. Rồi cho mãi đến cái thời gian sau này là trong cái khoảng mà 1910 tới 1920 đó, là cái thời đó người Mỹ á, họ không có giống như không có đứng đứng trung lập nữa, giống như họ cũng muốn hăm heo với chiến tranh nữa, phải không? Thì họ vô tình họ bắt được cái mức bậc hàm của người Anh á, họ giải mã được cái mức bậc hàm người Mỹ á. Người Đức họ gửi cái mức bậc hàm cho người Mỹ, kêu người Mỹ đó là giống như là tấn công vô nước Mỹ đó, là chỉ có một cái trận đánh này á, là để những thứ chiến là người người Đức đánh vô được đất nước Mỹ thôi, là chỉ có một trận đánh ở thành này thôi, không có trận nào khác hết. Thì vào năm cái năm đó thì cho mà tháng 3 là người tháng 3 năm 1917 á, là ông tướng Đức, người Đức á, ông mới công nhận tiếng người Đức tên khó nói quá, Zimmer, Zeman gì đó, tiếng Đức khó nói lắm, khó đọc lắm. Rồi ông mới công nhận là cái mặt hàng nó có thiệt, thì người Mỹ mới tức quá, người Mỹ mới tham chiến. À, cái ông công bố cho tháng 3 năm 1917, thì cho đến tháng sau thôi là tháng 4 là người Mỹ đã tuyên bố tham chiến vô châu Âu để đánh người Mỹ, tại lúc Mỹ đi theo Đức, còn Mỹ đi theo châu Âu, thì bắt đầu vô đánh. Thì lúc đó đất cái hàng rào mà giữa hai thành phố chia làm hai đó là cũng chưa có hàng rào nữa, nhưng mà vẫn còn đi qua lại được. Nhưng mà người Mỹ đó họ là giống như họ muốn đi qua thì phải kiểm, đi qua là phải kiểm kê, kiểm này kiểm kia, phải không, phải xét, chứ không như ngày xưa muốn đi đâu sao đi. Thì cho mãi đến một ngày là buổi chiều, vào buổi chiều ngày tháng 8 ngày 27 1918 là có một cái anh nông dân đó, ảnh là người thợ mộc, thấy gì ảnh đi, ảnh từ bên bên Mỹ, ảnh đi qua Mỹ, thì đi qua Mỹ thì qua tới vừa mới bước qua đầu Mỹ à, thì người Mỹ mới kêu là kiểm, mới kêu đi ngược lại biên giới Mỹ để kiểm. Người Mỹ ông không cho thằng này đi đi ngược trở lại, bắt này đứng yên. Thì ông này ông biết nghe lệnh hôm nào mấy con bay quýt lộn rồi, tự nhiên người ta ảnh hưởng. Và cái anh thợ mộc đó ảnh mới đứng yên chỗ, thì người Mỹ đó mới móc xuống rồi bắn, giống như bắn hù anh thôi, bắn ảnh không, ảnh nằm xuống. Thì cái bên lính bên người Mỹ á, anh thấy vậy tưởng đâu là thằng này bắn người của Mỹ, mới bắn chết lính kia đi, chết lính của bên Mỹ.
thì bên Mỹ có đang quân đội đang đứng canh ở đó mà, thì móc súng bắn chết lại người bên Mỹ. Thì lúc đó bên dân của người Mỹ đó họ mới chạy vô nhà, họ xách súng ra, họ 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 bắn lại với lại bên Mỹ. Thì hai bên nó bắn lộn nhau, mà bên Mỹ á, là dân thường không à, làm sao mà đánh lại Mỹ. Mỹ là một trung đoàn 35 họ đang đóng quân ngay đó, là kêu là lính có thiện chiến đó. Còn cái người Mỹ á, thì làm gì có lính ở đó đâu, có mấy có leo que vài thằng à, mà đánh là dân đánh, thấy không, dân người dân họ đánh. Thì người cái trung đoàn 35 hiện đang đóng quân đó thì họ mới gọi viện trợ trung đoàn 10 kỵ binh đã nằm kế bên đó luôn, thì qua bên đó như tràn qua bên nước Mỹ đánh đánh làm sao bên kia đánh chịu đánh lại, bên kia chịu không nổi mới đầu hàng, mới kêu ngưng bắn. Thì có ông thị trưởng của bên Mexico á, ông mới cầm mấy khăn trắng ông ra, ông dơ dơ đầu hàng, mà chưa kịp dơ dơ chúng dơ để nói chuyện, nó chưa kịp dơ dơ nó đè nó bắn ông chết quèo. Và sau cuộc chiến nó thống kê lại là bên bên Mỹ á nha, là chết có 5 người lính thôi với lại 2 người thường dân, còn bên Mỹ á là chết 30 lính, 100 người thường dân, rồi trong trong đó có ba em gái đang đi phơi quần áo đó cũng bị bắn chết luôn. Và trong lịch sử họ ghi lại là họ chọc đó, mấy em gái là không, mày đi phơi quần áo làm chi để cho người ta bắn mày chết, mày bắn đồ ướt đi thì mày đâu có chết. Giống như bên phe chiến thắng này muốn chọc sao chọc mà. Và cái cuộc chiến này xảy ra đó là cũng tại vì ông nội Đức ổng xúi ông Mỹ, ông kêu mày đánh đi thì ta phụ mày cho. Ổng có đem hai người tướng nào qua đó, hai người tá tướng gì qua đó để mà giống như training nha, để dạy đó, để dạy cho người Mỹ đó, đánh đó, đánh trận á. Thì ổng đem có đem người qua, hai cái đó cũng bị Mỹ giết luôn. Giống như mày đánh đi không, tao sẽ giành lại cái đất mà hồi đó Mỹ nó chiếm của Mỹ đó. Năm 1848 đó là Texas với lại New Mexico với Arizona đó, là người Đức xúi để đánh đi lấy, để người Mỹ muốn đánh đi lấy lại đó, mà làm sao lấy lại được đó. Nó mà hai cái sư đoàn nó nằm ở chỗ đó xong ra sao đánh lại, lúc họ tràn qua là họ chiếm cứ điểm trên cao hết trơn, họ quýnh chèm bẹp hết trơn. Bởi tới người Mỹ hai bên hai đến người Mỹ bây giờ họ họ mới ngồi là họ giống như họ phân tích lại là cùng một đất nước, cùng một con người, nhưng mà lại hai cái xã hội sống đều khác nhau. Đó, một người theo tự do thì nhà cửa một năm á, nó thống kê là một năm là một đầu người làm bên Mỹ làm 30.000 một năm cho một đầu người, còn bên Mỹ chỉ có 10.000 thôi, mà không có trường học, không có y tế, không có cái gì để cho con cái hết. Thì họ mới thống kê thôi, cũng là một một bộ dân tộc đó, cũng là người Mỹ hết, mà điều hai cái lối sống được khác nhau, có cách nhau có cái hàng rào thôi. Tại vì mình thấy nó trên là xa không, mình đi theo một nước mà tự do đó, dùng lá phiếu bầu của mình đó để giành quyền lợi cho mình, còn bên kia hướng bên Mỹ bên kia là đi theo độc tài, toàn là bán xì ke bán đồ không à. Đây là thấy không, hai cái lối sống đều khác nhau, không giống nhau. Cái phố Dallas này nó đẹp là nhờ nằm trên núi á, tại vì theo núi non không à. Thường mà nhà mà núi thì đẹp hơn nhà ở dưới đồng bằng. Ở đây á, nếu mà đi bộ á là đi quanh Mỹ luôn á, sát qua luôn. Nãy trên đường bắt vô thấy trời hãng bự 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 không à. Chà. Lộn một lên này. Thường mấy dòng sấy bác không thích đâu, tại xe tải chẳng có vừa. Cái dòng sấy nó làm xe nhỏ thì đường, còn xe tải thì cái đít nó nằm trên lề lề á. Nhiều lúc nó cũng thừa hiểu, nó biết cái gì, bảo nó làm cái lề nó thấp á, cho nên xe tải mình leo lên được. Đây nè, tới rồi nè. Thường mà mình xe tải mình lấy hàng những cái vùng mà gần Mỹ á, họ kiểm kỹ lắm. Với lại là gia đình nhớ, anh em nhớ là lấy hàng xong rồi làm ơn lấy cái siêu. Cái siêu là cái siêu cái thùng đó, móc vô một cái
không, kêu nó ghi siêu ảnh thác vô cho chắc ăn. Cái nhiều lúc á mình không ghi lỡ nó bỏ ba cái ma túy trong á là mình mệt lắm. Nói chung là nó có ma túy là mình mệt trước rồi đó, trước tiên là nó bắt mình đi, nó nhốt mình trước rồi đó. Rồi chờ bêu ra, rồi chờ ra tòa luật sư cãi cũng mất cả năm á, phiền lắm, đâu ai muốn gì đâu, hiểu không? Nhưng mà mình có cái siêu đó là tự để bảo vệ cho mình đó, còn không có cái đó thì mệt lắm, cãi không lợi đó. Tới hãng đó nè, quốc trại cái lô hàng này là hàng transfer, tức là transfer tức là hàng từ hãng này qua hãng kia đó, của hãng đó không à, bởi mình dễ lắm, dễ chạy hơn. Của nó thì nó thấy mình ưu tiên hơn. Địa chỉ chỉ đúng cái hãng này nè, nhưng mà cái tên lại khác nè. Hãng này là game, còn cái trong cái nó gửi cho mình là Watt, hai hãng khác xa lắm. Thì vô nói chuyện nữa, vô check in rồi nó cho đo à. Tính ra thằng Dallas này nó lớn dữ, tao đâu nhỏ đâu, hãng bự không à. Nãy bác đang đứng đi check in ra, sao bác đứng giống vậy nè. Con em Mỹ đẹp gái lắm, đi xe cũng sang lắm, trả lời hỏi quốc cho một chàng tiếng Mỹ không hiểu gì hết. Ở nước Mỹ không nói tiếng Anh, nói tiếng Mỹ không nói ai hiểu. À, cái đất này nói chung phải đất của người Mỹ, đất này là đất của người Mỹ, người Mỹ chiếm. Bác lấy được cái bill xong rồi đó, bây giờ mình lên đường thôi. Mấy cái anh Mỹ này chơi kỳ quá, bắt tuần là ăn lấy hàng xong bắt lo ngồi ăn cơm trong xe, xong bắt nằm luôn, bắt ngủ, bắt để cho ngủ luôn à, không có kêu gì nữa. Trời trời, làm xong rồi kêu gì chạy chứ, không thấy ngủ ngon quá gì cũng cho ngủ luôn. Sướng. Ok, giờ lên mình giọt đi. Lấy hàng xong bây giờ bắt mấy lo nè. Trên đường chạy về là mới lo sợ nè. Hồi nãy bắt vô là bắt nó làm gì làm, kêu nó phải siêu lại đúng không? Lấy hàng rồi phải siêu cái thùng lại. Mình thì mình sợ nó bỏ xì ke, bỏ bậy bạ vô đó, nó không siêu là mình chịu trách nhiệm. Còn bây giờ đưa nó không có siêu, bác mới đem cái siêu đưa cho nó, kêu nó siêu lại giùm, nó không siêu luôn, nó không có siêu, mình lấy cái siêu mình đưa nó không siêu mày luôn. Trời trời, hôm mày không siêu lại vì mày lỡ mày bỏ xì ke qua đồ chống sao tao biết được. Nó là mày đừng có lo, không có mấy cái đó trong đó đâu, mày đừng có lo, nó mất tiền lắm, không bỏ vô đâu. Mấy này làm ăn bè quá. Ở đây là sát bên dưới Mỹ á, bởi hàng quá xì ke nó qua nhiều lắm, mà nó làm cái này là thua nửa xe mà. Rồi chạy về luôn chứ sao hả. Ok, bác quay cái video làm chứng. Ok, mình đã kêu nó siêu rồi, nó không siêu thôi chứ giờ sao giờ. Trời trời má ơi. Ok, mày bỏ một thùng đem gì tao bán luôn cho rồi nữa. Giờ giàu quá nghỉ lấy xe tải luôn ha. Nó nói là đừng có lo, không có ai bỏ cái đó trong xe của mày đâu, thì nó nhiều tiền lắm, đâu có ai bỏ cho nó. Nó nói chuyện của nó, nhưng mình làm mình phải lo bảo vệ mình trước, hiểu không? Lỡ có chuyện gì phiền lắm. Ở đây gần Mỹ họ chạy xe bắt có cảm giác họ cho chạy như ở Mỹ vậy đó, chui thấy cái lỗ là chui, thấy cái lỗ là chui à. Ở lô hàng này bé nha, chạy về mà bác thấy không an toàn á, không an tâm á nha. Tại sao nó không siêu ta? Bà mẹ nó. Thường thường á, nó sợ mất đồ nó phải siêu. Còn lần này mình sợ bị bỏ xì ke vô, mình kêu nó siêu nó lại không siêu. Ôi trời. Mấy này chơi ghê quá mấy mẹ à.
nói chung á là nó cũng sợ, tại vì nếu mà nó siêu lại á thì nó sẽ có gì nó có trách nhiệm hết, còn mình cũng sợ, thấy không, thằng nào cũng sợ chứ á, mà mình là cái người là không có gì hết, là biết chắc là mình không có gì vậy. Còn như nó nguyên cái dạng đồ đó, giờ nó không bỏ nhưng khác nó bỏ vô sao biết được, hiểu không? Trời trời, bỏ chừng thùng thôi đủ rồi, chừng 20 kg thôi là ngon lạnh luôn rồi, trời ơi, 20 kg ở Việt Nam đã đem ra giữa cột luôn rồi. Ở Việt Nam mình á, Mai Thúy rồi xì ke rồi nó giữa cột đồ nặng. Ở Mỹ tội nó không có nặng dữ vậy, tại vì nó tự do mà. Chứ ở Mỹ mà hôm mà đi buôn bán Mai Thúy kiểu đó mà đem ra mà cứ đè xuống, cái gì cũng đè xuống bắn bỏ hết thì thôi. Ở Mỹ có bao nhiêu người đi làm ba cái chuyện đó nữa, hay không ai dám làm nữa. Tính ra dân tộc Việt Nam mình lì quá ha. Có nghĩ chắc lì là một phần, còn một phần đó là giống như là dân miền núi nhiều, đúng không? Dân trên miền núi á, bác thấy hầu như là những cái người mà phạm tội bên Mai Thúy là dân miền người dân tộc nhiều. Thứ nhất là họ ít học kiến thức, họ không có gì nhiều, luật pháp không có nhiều. Thứ hai nữa là gì, họ nghèo quá họ phải làm, đúng không? Thấy có coi nhiều cái kênh đó, thấy trời ơi, nhà họ nghèo quá, một gia đình ba người, ba anh em mà đi chờ tử hình hết hai người, còn người chung thân thì đỡ trời. Đó, giờ bắt ra 19 đi về thôi, từ đây chạy về đó 3 ngày, 2000 mốt mai à. Bằng 7/21 đúng luôn. Giờ ra đây nè, chạy chút xíu là có cái trạm kiểm xe nè. Chạy chừng 4 5 mai mà. Trước khi vào thành phố là có cho kiểm à. Anh về mà trong lòng anh lo lắng quá mấy em ơi. Từ đây mà đi về hướng trên nhà Bắc á, trời ơi trời, trạm kiểm xe ke lên. Lấy hàng những cái thành phố mà gần Mexico á, đều đi đến vô thành phố lớn của nước Mỹ á, đều phải đi ngang những cái chỗ này nè. Bữa nay nó đóng cửa nè, những cái chỗ nó kiểm Mai Thúy đó, bắt đang quýu quá thiệt luôn á. Nên nó kêu là Border Patrol. Thường qua đây là nó kiểm mà sao bữa nay nó đóng cửa thôi. Chạy qua bên đó quýu lúc giờ đỡ rồi đó, qua khỏi thôi đó. Trên đường đi về còn một cái nữa, một cái nằm ngay chỗ El Paso á, vừa qua khỏi El Paso á chút xíu á, chừng mấy chục mai là thấy nó nằm đó mới khó. Nằm đó là kỳ rồi, bắt nó quay chó mà nhảy cái lưng tưng như con khỉ á, là nó đó.
chỉ cần bữa đó nó mà sủa một cái là nó bắt lại liền á, nó hửi cái chỗ cái trống thùng hoài à, rồi xong nó không chịu đi, mà nó hơi nó không có sủa, nó mà sủa là nó bắt lại liền á. Trời, mấy cái lô hàng này trời, bác có cảm giác giống như là mình đang chạy xì ke vậy, trời thiệt luôn, lo lắng mệt thiệt á. Rồi có những gì phiền lắm, rất là phiền, bác biết phiền lắm. Bây giờ lên xe rồi chợ chứ sao nhờ. Tại gia đình đừng nghĩ là ở Mỹ không có những cái án quan nha, đầy luôn á. Trên thế giới là chỗ nào cũng có án quan đầy á. Rồi, trời nó bắt vô lắc nó kiểm. Nó mà nó bắt vô trước đi, nó bắt mình vô nó giam xe đi. Rồi nó nhốt mình trước đi. Rồi tốn tiền bộ lãnh ra, lãnh ra chờ ra tòa rồi chứng minh là nội thời gian đó mình đi làm ăn xe mình bị giam rồi. Thì xe đâu đi làm ăn. Rồi đủ thứ chuyện hết trơn á, phiền lắm. Ở Mỹ mà đụng tới lại dừng luật pháp thì thôi thua. Bó tay luôn á. Rồi chạy xe về mà giờ trong lòng nó rầu giống như là đang chở xe xì ke trên xe, trời. Bây giờ là 8 giờ nè, bác đã đến cái trạm border để kiểm Mai Thúy á. Giờ bác đang rung nè. Tại vì cái máy scan ở bên tay phải này, gia đình thấy không, có hình chữ U đó. Thì nam kia là X-quang, X-ray gì đó, X-quang gì đó. Nó chiếc xe tải mình chạy vô đó là nó scan nó thấy hết luôn á. Còn bên đây cháy nguyên chó đi không. Ở chỗ này căng lắm. Ở dưới lường á, nó có cái máy dưới lường xe nó dội đằng đó, nó dòm á, để định thấy không. Nó mặc quà lùng đổ quá. Mình cháy cái lòng cu nó dòm mình. Ở dưới cái đường lộ á, nó có cái máy nằm dưới á. Chỉ cần mà Mai Thúy là dòm thấy liền à. Bây giờ ít xài cái máy X-quang đó lắm. Cái máy đó khi nào mà dòm thấy đó là nó khi mình vô chạy vô lại cái máy lần nữa. Ở chở lô hàng này be quá, trời be thiệt luôn á. Có cái siêu rồi đỡ. Qua đường bừng quá rồi đó. Trong các trạm lần đó khó nhất á, bắt biết bao nhiêu chiếc chở xì ke đi ngang đó mà nói. Lâu lâu thấy xe tải đậu bên phải lề á là nó bắt á, nó bắt là đậu á đó. Ok thôi, tôi qua được cái ải này. Hy vọng mọi chuyện sẽ không sao. Ok, lên đường thôi bác ơi, yên tâm đi, không sao đâu. Đi qua rồi đại gia đình ơi, trời ơi trời, chạy nằm xuống cái cho nó đã, trời ơi. Trời ơi. Giờ cũng nửa đêm rồi đó. Cái good night đại gia đình ơi, ngủ siêu tomorrow, quái quá, buồn ngủ quá. Good morning đại gia đình. Cái này có phải là đất lành chim đậu không ta? Sáng sớm chim mới là cái thùng á. Nó đậu cái thùng quá trời luôn à. Mấy này mấy con sáo á. Nó khôn lắm mấy con này. Nó thường thường á, nó lỡ cái đầu xe mình á, nó ăn mấy con cò cào rồi chết trên cái mỏ xe mình á. Rồi mấy anh nào vô đó sao mà đụng sập cái cân á. Trời, sáng sớm lạnh quá có 40-50 độ à. Giờ bác có vô bác đi tắm nè, thấy không, nó đứng lên ăn nè, thấy không đó. Cái mỏ của nó ăn cái con cầu cào hay con vật thì chết dính vô cái mỏ xe á. Trời ơi, bác vô bác tắm tối trời lạnh, ngủ đã ngủ ngon, mưa á ngủ đã, vô tắm nghe. À, xe Tesla nè. Chạy xe Tesla cũng khổ lắm. Tại bác có một bạn làm trong cái hãng xe này nè. Nó giống như nó chưa có đủ chỗ để mà sửa đó. Bởi có chuyện gì chờ sửa lâu lắm. Nó chạy nhiều lúc tới cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng cũng có nữa mới có chỗ sửa xe. Nhưng mà đến nó rồi lấy hàng quay mấy tháng, rồi bỏ cái xe chờ sửa mấy tháng nữa mới sửa được. Cũng khó lòng lắm đâu, chạy nó chưa có nhiều chỗ sửa đó, bỏ phiền lắm.
chạy thì tiết kiệm được nhiều tiền rồi đó, nhưng mà lỡ có chuyện gì á, nhất là đụng xe đó, bác thấy á, như đụng xe vô, đụng bị accident, bị tai nạn á, đụng rồi là không có đồ phạt để sửa đó, phải chờ lâu lắm. Tắm ra xong là 9 giờ mấy rồi, giờ mình bắt nấu cơm xong rồi chạy rửa cái nồi sạch xíu thôi. Giờ này bên cho trà mới có 10 giờ mấy đâu ăn cơm được. Chạy 1 tiếng rưỡi đồng hồ xong rồi mình ăn cơm. Bác ăn cơm đúng giờ lắm, tới giờ là ăn à. Chạy lên đường đi bác ơi. Trời mưa buồn quá. Trời mưa buồn buồn. Trắng chứ nó phải nhường mình á, coi nó có nhường không à. Ừ, nó nhường á. Đúng rồi, nó phải nhường mình á, tại nó có cái bảng hình tam giác thấy không? Bảng nó là nhường mình á. Nó buồn buồn, nó không nhường mình là mình dứt nó luôn à. Nó chơi với mấy đứa cẩn thận, nó thấy nó vậy cái mình chậm thấy không? Nó không nhường là mình lo mình thắng này. À dạ, đang sửa đường á. Thầy xin 277 chạy chừng 20 mấy mai nữa. Qua bên tôi phải nó đem xe về màu mè quá trời luôn. Lúc mà xe bán không được đó, họ chế sơn đủ thứ màu để dễ bán đó, quá trời màu luôn, đẹp quá trời. Cái này là 277 giờ bắt chạy lên tới khoảng 300 mới kiếm cà phê Starbucks uống. Chạy được 1 tiếng rưỡi đồng hồ á. Bác nấu cơm chín xong bác ghé vô đây ăn cơm nè. Này thành phố Ranger, quá wow, nó. Lần đầu tiên bác ghé đây luôn á. Họ làm mấy cục đá đẹp quá, đi lại coi. Họ trẻ mấy cục đá nha, họ làm mấy cái tường đẹp quá. Đại gia đình thấy người Mỹ họ thích làm mấy cái suối cạn không? Bác đi bất cứ cái chỗ chạm nghỉ chân nào họ cũng đều làm mấy cái suối cạn đó. Hầu như ít nhiều gì cũng có con cái suối cạn. Ở đây họ làm cái đèn đẹp quá hả? Đèn thì gắn với nhà đẹp lắm á. Giờ bác xin giới thiệu đại gia đình đây có bức tường nè. Còn bức tường họ làm đẹp quá hả? Này nhìn thấy cứng lắm á. Cái này nếu mà nhà mình mà làm được cái này tiền tốn tiền đâu chịu không nổi đâu. Đá này đá trẻ mà. Trời ơi nó dày vậy đây còn có mét mấy á. Tính ra còn mấy tấn một cục đá. Nhà làm không nổi đâu, tốn tiền cái tường cái này tốn tiền không nổi. Ở Việt Nam mình cũng có cái tường loại này nè, mà kêu là cổ luôn á. Đại gia đình biết nằm ở đâu không? Nó của đời nhà Mạc để lại đó. Nó nằm ở Cao Bằng á. Nên nhớ không? Bây giờ họ làm cái di tích lịch sử đó để cho người ta lại coi cái thành này nè. Có nhiều cái tảng đá bự tới mấy tấn á, 8 tấn hay gì. Cục đá này không là quá cho bự rồi, đại đình dòm nè. Trời ơi trời, một cái tay có bắt chút xíu à, nó dài tới chổng á. Này còn 1.5 mét 2 mét á.
quá trời bự không. Nói mà cái tiền mà chi chở nó mới mắc. Không, muốn cần cẩu cẩu là gấp bỏ lên. Còn ngày xưa mà nhà họ Mạc họ làm cái tượng này để sợ nhà Lê rồi đó thì là họ làm bằng bằng tay không á, không nhà Bắc rất là thích thích cái tường nhà kiểu loại này nè, mà cái màu nó bóng thích, nó thích màu xám với màu trắng á. Nếu mà nhà cái chất tường nhà mình gì đó mà dán lên màu xám trắng đẹp lắm, mà xài loại đá này nè. Cái loại đá này á, là ở trong đó, trước khi làm á, là tại Bắc làm cái nghề này bác biết mà, nghề này trước làm nghề này nè, là xây một cái tường gạch lót lên, cái gạch nó kêu gạch khóa, Việt Nam nó kêu gạch khóa đó, xây cái cột khóa lên rồi xong bắt đầu mới dán thằng này vô. Thằng này nó bị ngang nó dày cả nhiêu đây á, nó có loại nó mỏng như nữa, nó nhiều loại lắm, nhưng mà loại này bác biết là nó dày cái này nè, khoảng cỡ cái này á, à, cái này á, ở đây nó có cái cục chân cái nè, đó ha, đây là ha, nó cục bị ngang đó đó, cái này á ha, loại này là loại dày, à, không có nó có loại mỏng nữa, loại mỏng thì dễ dễ chuyên chở dễ làm hơn, nhưng loại này dày thì nó đẹp hơn, nó cứng hơn, vậy đó, loại này mắc tiền lắm, loại mỏng thì rẻ hơn. Tại gia đình nghĩ là nguyên cái nhà mình mà làm bằng cái tường này không có đẹp không? Nhìn bá cháy luôn á. Cứng lắm, nhìn nó cứng. Đây nè. Cái cột à. Đó, loại cột này mắc tiền lắm nghe, không có rẻ đâu nghe. Một cái cột gì á, cột cả ngàn đồng á. Giống như họ xây gạch lót ở trong lên, gạch khóa đó. Họ xây lên xong rồi dán vô. Cái này là tay nghề cao lắm mới dán cái cục gạch đẹp cái này, còn không nó lát chút xẹo nó nghiêng chuyền. Nhìn cái tường đẹp thì cứng, nhìn họ làm mấy cái vàng này nhà mình á, là không nổi đó đó. Nhà mình mà làm kiểu này á, là phải nhà bạc triệu cho nên mới xây nổi mấy cái kiểu này, chứ còn không không có cửa đâu. No door, no door cũng là lần đầu tiên mắc ghé chỗ này nha. Đi thử coi. Này là cái gì đây? Giống mấy cái bồn mà đựng thức ăn đồ cho nuôi gà, nuôi cá rồi đó. À, ở đây nó có chiếc xe cổ à. À cái cây. Cái cây này là cái cây xăng hả? Cây xăng cổ ngày xưa hả? Này muốn đổ bao nhiêu thì cứ bấm cái này hả? Này là bỏ bơm đầy vô giống như Nam mình hồi xưa đó. Bơm vô cái bình rồi xong rồi bao nhiêu lít rồi bơm vô nổ số lên cái bơm lợi xe đó. Giờ chắc Việt Nam hết đã xài hả? Này cổ dữ rồi. Kinh thế mà. 19 đồng cộng thế như đây. Wow, xe đã quá hả? Xe này là cổ á. Cổ kính luôn á. Hơn cổ nữa đó. Coi xe này làm năm mấy đây. Không có để năm building nữa nè. Chiếc xe này họ không có để rõ là sản xuất vào năm nào, chắc họ không biết luôn hay gì á. Không có để rõ là sản xuất năm nào á. Chiếc này cái số này không phải là cái năm sinh của nó đâu, năm 1927 là mới đây mà. Chiếc này ít nhất là cũng phải là 17 mấy á, chứ không có thể nào mà 192 mấy được. Giờ cái bánh xe họ đặt nha. Họ làm đặt, họ đã làm đặt á. Bố cứ ngắt là đâu có ruột rồi đâu. Mà làm câm mà. Đây là cái này là cái bác thường hay nói cái kinh binh đó, kinh binh là này nè, đầu trên đầu dưới nó chịu cái bánh này nè, nên bẻ bẻ lại nè, thấy không đó, cái là kinh binh. Còn steering bar là cái cây này nè, cái cây để chuyển cái bánh xe đó qua lại á. Còn bác nghe bác hay nói axle là cái cây ngang này nè đó,
Thì bắt qua lại xe đó là axle, giống như bao nhiêu axle, xe này là hai axle, một cái axle này là cái axle sau là hai, xe tải thì một axle trước, hai cái axle sau là ba, thấy không? Con này nhíp à. À, cái đồ làm lạnh cho nó ghê cũ dữ rồi, mấy trăm năm rồi, hồi xưa là họ quay nổ rồi nè, nó quay vậy nè, con cái máy nó như này, qua cái máy nó bự dữ à. Không có để năm nào á. Cái xe này bây giờ mà muốn chạy là cũng đâu có đồ phụ tùng đâu mà chạy. Ghê không? Họ chạy bằng bánh sao nha, giỡn nha. Coi nè. Bánh sao á, cái nhíp họ không xài ngang, họ xài xuôi như mình vậy hả? Họ xài ngang, thấy không? Ống khói à. Xe ngày xưa đại gia đình thấy thiếu gì không? Cái đèn xe đuôi nè, không có. Có đèn trước không à. Cái xe này bác nghĩ là cái thời đầu tiên mà có xe xe hơi á, xe du lịch á. Cái xe này nhìn nó còn đơn thô sơ quá mà. Ở đây là những con thú họ ở đây nè, ở ngay cái country Iceland nè ha. Họ nói là có bao nhiêu con thú ở cái country Iceland này. Mình giờ mà dưới giống như họ làm trò chơi mà. Rồi mình chỉ con này, giờ chỗ con này con mèo, con này con gà lôi thì là khác gì đó, con này con này không phải con đâu. Con này là cái con gì nè, bữa nhớ tên con gì. Tự nhiên quên ngang rồi trời, sao nhiều lúc quên. Nó không phải là chó sói, nó là con gì? Tiếng gì mình kêu là con cáo, phải không, đúng không? Con cáo đúng không? Này biểu tượng nước Mỹ nè. Ghê không? Ây đỡ. Con này á, họ bắt đụng chết hoài à, nó ngu lắm. Nó cũng là đại bàng đó mà thua con này. Nó ngu lắm, nó thấy xe mình, xe tải mình đang chạy lại á, là nó đang đứng trong lề, tự nhiên nó bay lên à. Nó bay lên, nó không bay ra, hay bay thẳng lên, nó bay ngang qua cái đầu xe bắt. Bắt đụng chết hoài gì, quất ngay cái chỗ hậu, quất xong rồi dòm nhìn lại thấy hắn nằm chổng cái đít lên trời. Mày biết nó chết ngắt nè. Thôi giờ bắt chạy đi, hết giờ chạy. Trời ơi, quá trời. Đó, bữa nay ta xin lạnh, lạnh thiệt á. Gió quá trời gió luôn. Ok, lên đường đi. Còn tới 1.200 mai nữa được. Chi 66 67 chứ không phải 66, 67 à, ngày chạy 700 mai mà. Bắt đi nhiều tụi bay, bắt thấy chỉ có thằng ta xịt làm là mấy cái chạm cái chân đó là bự quá trời bự luôn, cái nào có đấy nhìn nó lạnh luôn á. Họ bỏ tiền nhiều lắm, bác thấy trời tiền không á, mấy cái thứ mà họ làm á, trời tiền không. Là 11 giờ rưỡi à. Chạy giá cỡ 11, 12 giờ hết sổ à. Quay kiến xuống đó, hơi lớn giờ quay lên. Có nhiều anh em mà thích cái tiếng máy lớn, có nhiều anh em không thích. Nhưng mà cái thường cái tiếng máy lớn thì mình nghe nó thực tế hơn, không nó hợp hồ hơn, thực tế hơn. Tại xe tải thì phải ồn mà phải hơi hơi có tiếng máy chứ còn im ru rồi giống như xe nhỏ rồi. Nó nghe nó cũng không có kiểu mạnh mạnh dạn lắm không. Bây giờ là nửa đêm rồi, bắt ghé vô thành phố Makala. Này là 104, trời hết cho ngủ quá. Chắc không còn cho ngủ, thấy đậu ngoài đường quá trời luôn à. Ôi trời ơi, đậu bít hết trơn luôn, chỗ đâu ngủ. Trời ơi. Mình
chỉ còn một cách là lũi vô đây thôi, chứ không có chỗ đâu. Hy vọng không có đuổi phải không, tại cái này nó đậu ngủ quá nó đuổi một lần rồi. Đậu đây nó không có đuổi, hỏi ba lớp luôn hả, hết chỗ ngủ rồi. Đây gia đình thấy không, đậu quá trời đông luôn. Bên kia nó trước mặt nó thấy không, bên phải này nữa nè, biết nó có đuổi không, hồi đó nó đuổi nó không cho đậu đâu. Chúc đây gia đình ngủ ngon nha, mất đi ngủ luôn, đuối quá trời đuối rồi. Mắt mở hết lên rồi. See you tomorrow đại gia đình ơi. Good morning đại gia đình. Xin chào đại gia đình, một ngày mới an lành nha. Dồi dào sức khỏe ha. Trời ơi bắt ngủ nửa đêm. Lúc đó khoảng chừng 5 giờ sáng ạ. Nó gì nó đuổi chạy hết trơn, một đám. Đại gia đình thấy không? Cái chỗ mà xe tải đậu là rác nó gì nè. Đó, rác không, ý là họ có dọn dẹp rồi đó nghe, rác gì á, bởi xe tải đậu xa rác dữ lắm. Cái này mé rừng rồi, kêu bác vị mới đi tắm á. Rồi tối bắt đầu ngay chỗ xe chạy ra đó, ở chừng 5 giờ mấy sáng á, trời ơi nó ra đủ chạy đi hết đám luôn, làm mất phê đang ngủ ngon. Kêu chạy tắm rồi về tiếp, chạy còn ở 500 mấy mà nó về tới nhà rồi, về tới chỗ giao hàng rồi chứ. Không có sướng gì bằng mà sáng sớm mà được đi tắm nữa. Mát đã. Nhiệt độ bữa nay mát nha. Bây giờ bắt chạy ra đây, bắt ra freeway 459 nè. Bắt về lại hướng cho trà. Nếu mà từ đây mà đi về nhà đó chỉ còn có 3 tiếng là tới nhà rồi. Mà bác không có về nhà, bác phải chạy lên thêm 4 tiếng rưỡi nữa để giao hàng lên đọt Carolina đó. Đó là 8 tiếng bình rồi đó. Cái freeway là ghê không? Này hút thuốc đồ nó quăng xuống á, cháy luôn. Dài lắm, cháy dài gần cỡ coi đầu mai á. Ở anh em chạy ra đường hút thuốc đừng có quăng bậy bạ. Quăng tùm lum tùm la là sẽ cháy rừng như nó đó. Bắt chạy được 5 tiếng đồng hồ đó, bắt bắt qua được freeway 20 rồi nè. Có gặp nguyên một đoàn xe du lịch, không biết xe nằm chỗ ngồi đó gần 5-6 chiếc luôn á. Không biết xe này là cái gì, hội nghị cái gì đó mà họ muốn cảnh sát phải hộ tống họ đó. Nãy là ở sau lưng bắt lên thấy là chiếc xe cảnh sát nó chặn xe đích, nó chạy xe đích. Giờ bắt chạy lên đây bắt điếm là khoảng 6 chiếc xe nằm chỗ ngồi đó. À, trên đầu nó có một chiếc dẫn đường nữa nè, mà không biết mấy người này là cái gì dữ người ta. Không có phái đoàn nào đó đi đâu cần phải hướng cảnh sát hộ tống gì trời. Cảnh sát là mình muốn hộ tống á, mình muốn họ đi hết à, nó làm ngoài giờ á. Đó, sau khi bắt chạy được 8 tiếng mấy đồng hồ á, tính giờ nghỉ chắc cả 9 tiếng á. Bây giờ tới chỗ giao hàng rồi mà bắt không có vô chỗ giao hàng. Giờ này là 12 giờ rồi. Ngày mai mình giao 8 giờ sáng thì bắt đầu cháy là vô hãng. Mà vô hãng này sợ không có chỗ đậu. Bác thấy bên tay phải này có cái chỗ, có cái coi bản đồ trước khi tới á. Thấy bên tay phải có cái cây xăng xí muội nè. Vô để bắt đậu.
cái cây xăng thì mình cho mình đậu nó đỡ lắm, nó có được nhà vệ sinh hay là sáng mình muốn ăn cái gì đó, khu này bắt coi trước khi đến nó bắt coi rồi có nhà vệ sinh, có khách sạn, rồi có đồ ăn người Mỹ nè, hoặc là nồ bưng kinh luôn. Mình chui vô đây mình kiếm cho mình ngủ đi ha. Cái này nó có bự lắm đâu, nhưng mà kệ nó có còn hơn không. Có còn hơn không, có còn hơn không. Bắt đã thấy một chỗ đậu rồi đó, nhưng mà không biết nó cho mình đậu hay không. Ở đây phải á. Rủi đây đậu đại rồi như thế nào giờ. Ngoài kia nó đuổi chạy vào đây nè, ghê quá. Hồi nãy bác thấy trước cái đầu xe đó có cái bóng trắng trắng. Trước cái chỗ cái bụi rậm đó, ở sau lưng cái bụi rậm đó. Không biết là cái đèn xe nó dạ vô hay là gì, thấy cái bóng trắng. Trời ơi trời, nó đuổi, nó chơi ác, nó đuổi lại đầu coi xịn không mà coi nè. Trời ơi trời. Cái này mà đậu đây mà lỡ mà có trời có mưa, bắt coi thời tiết rồi không có mưa. Cái đậu đây mà trời mưa là thôi thú quắc luôn á. Cái vũng nước này là nước không sâu lắm, cái bánh xe nằm lúc ở dưới à. Trời trời, cái chỗ gì đâu mà thi gốm luôn á. Mình sợ lúng rồi. Không dám xuống, xuống là lúng chết luôn á. Đây mấy này nè, lúng chết luôn á. Bên đây nguyên vũng nước á nè. Trời ơi trời, thôi quái gì trời. Kệ nó, giờ lỡ vô đẩy hay đậu ngủ đã đi xong rồi mai tính nhá. Ngoài kia lỗ gà bu bu không à. Trời trời. Kệ đậu đỡ đi sao nha. Này mà lát có thằng nào không biết nó lủi ngay cái lỗ này là nằm luôn á. Là sâu lắm. Ok, good night đại gia đình nè. Kệ nó ngủ trước rồi tính sau đi. Ngày mai tính, tại bác thấy không có mưa, nếu mà có mưa không dám đậu đâu, có trời mà mưa đó, tối nay mà mưa đậu là nó dính luôn á, lúng luôn á. Mà đó bác bị một lần rồi. Hy vọng tối nay ngủ đừng có bị đè nha. Đừng có đè em nha mấy chị ơi, khổ quá. Okay, ngủ quay đầu qua đây đi. Good night đại gia đình nha. Hy vọng là tối nay ngủ không có gì hết. Chúc đại gia đình ngủ ngon. Good morning đại gia đình. Trời ơi, lạnh quá trời lạnh luôn, có ba mấy độ à. À tôi có thấy bóng trắng nó đi ngang cho đó. Mà không biết phải người ầm hay không. Trời ơi, cái gió này nó dơ. Trời ơi trời. Trời ơi, nó dơ đại gia đình thấy không. Cái bật kinh đi gớm à. Cái vỏ xe nó lúng vô đó luôn á. Sâu lắm á, cái lỗ nó bự lắm. Cái lỗ đó mà dê xe mà lơ tơ mơ là dớt xuống đó chết luôn á. Quà wow, đồng đá. Ở đây cũng lỗ nè, ghê quá. Cái bạc kinh này đậu lên tơ mơ là chết cho nó đó. Rồi tối vô không thấy đường rõ. Giờ ghê ra coi sao. Giờ cũng 9 giờ chạy đi giao hàng á. Cái đi vô làm vệ sinh cá nhân không chạy đi giao hàng. Rồi con đã đến chỗ giao hàng rồi đây. Wow, cái này cũng bự à. Chạy vòng ra đằng sau lưng đó. Thường mấy hãng bự rồi nè, nó có cái bảng chỉ thế nè. Này là bác đã coi bản đồ rồi thì dễ lắm, mình có bản đồ rồi thì cứ chạy vô thôi à.
vô tới đây rồi thì kiếm cái văn phòng nó bự quá mà. Đây, thấy mấy cái thùng rồi đó, xong rồi mình đi kiếm cái văn phòng đó. Cửa này không biết phải không nữa, không có để chữ gì đi đẩy vô đi, hỏi nó, nó chỉ à, hỏi nó chỉ mình thôi. Ok, anh chỉ ra đằng sau lưng là có hai cái đót, là hai này hai cái đo đó. Anh chỉ nhiệt tình ghê, kêu mày cứ chạy ra sau lưng đi, mình thấy hai cái đo làm sao đó, start chính á, rồi mày về vô đó mày vô trong phòng mình nói chuyện. Ok, múc vô đây, làm sẵn cái lỗ mình về luôn nè. Trời sáng sớm của Nokaro đẹp quá ha. Mà thấy gì chứ lạnh lắm, rất là lạnh. Ok, bác đã giao xong chuyến hàng rồi, rồi giờ bác xin end cái video đây luôn ha. Cảm ơn đại đình đã xem video của bác nha. Có bất cứ ý kiến gì cứ comment nữa ha. Và không quên chúc cho đại gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ. Ok, bye bye đại gia đình.